Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường năng lực hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Dịch tả lợn châu Phi tái phát ở nhiều tỉnh thành. Trong phần tin quốc tế, Haiti tổ chức quốc tang 3 ngày tưởng niệm nạn nhân vụ nổ xe bồn nhiên liệu. Thêm nhiều nước ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức phiên thảo luận tăng cường hiệu quả công tác bổ trợ tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp tại Việt Nam. Bổ trợ tư pháp là một lĩnh vực quan trọng của hoạt động tư pháp, bao gồm nhiều nội dung như công chứng, luật sư, thừa phát lại, trọng tài, hòa giải thương mại. Tuy nhiên, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan mà các hoạt động bổ trợ tư pháp đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, như chất lượng cung cấp dịch vụ và tính chuyên nghiệp của hoạt động chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội. Hòa giải và trọng tài thương mại chưa được người dân sử dụng như biện pháp hiệu quả để giải quyết tranh chấp. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã cùng nhau phân tích và đưa ra các kiến nghị đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả các dịch vụ công chứng, trọng tài, hòa giải thương mại nói riêng và bổ trợ tư pháp nói chung. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sáng nay đã tổ chức họp chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 9, có tên quốc tế là Rai, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến vùng biển của nước ta trong khoảng ngày 16 đến ngày 18 tháng 12. Đây là cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Để chủ động ứng phó với cơn bão số 9, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, các ban ngành liên quan chủ động các giải pháp ứng phó cả trên tuyến biển và đất liền. Đặc biệt, cơn bão này được dự báo sẽ có ảnh hưởng rộng đến toàn bộ vùng biển của nước ta. Đề nghị Tổng cục Thủy sản, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đồng chí và cùng với các địa phương phải thông tin tới từng hộ gia đình có tàu thuyền ở trên biển. Trên cơ sở đó để chúng ta có cái phương án và kế hoạch cụ thể, phải khẩn trương sơ tán, theo dõi và cũng như là vào khu neo đậu. Ở đây đối với tàu thuyền trên biển, chúng ta cương quyết, cơn bão này là cơn bão lớn, chúng ta cương quyết không để cho tàu thuyền còn vãng lai ở trên biển, kể cả là những tàu thuyền đánh bắt ở ven bờ. Ngoài ra, dự báo cơn bão số 9 cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến khu vực ven biển và đồng bằng sông Cửu Long, là khu vực có kinh nghiệm và sức chống chịu yếu. Các địa phương trong khu vực này cần nhanh chóng triển khai các giải pháp ứng phó theo chỉ đạo. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 mới ngoài cộng đồng tại tỉnh Phú Yên tiếp tục tăng. Từ 19 giờ ngày 13 đến 19 giờ ngày 14 tháng 12, địa phương này có 109 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, nhưng có đến 106 ca mắc mới, nhiều nhất là thành phố Tuy Hòa với 38 ca. Trong số 106 ca nhiễm COVID-19, có 42 ca sàng lọc qua cộng đồng, 50 ca F1 trong khu cách ly phong tỏa, 14 ca về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Hiện Phú Yên có 1.209 F0 đang được cách ly điều trị, trong đó đáng chú ý có nhiều ca được phát hiện tại các công sở. Để khống chế dịch, các địa phương của tỉnh Phú Yên đang tăng cường truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý môi trường tại những điểm nguy cơ, đẩy mạnh tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên. Trong thời gian vừa qua, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Bình Định liên tục tăng cao. Các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm giúp người dân luôn chủ động, tránh tâm lý lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Ghi nhận tại thành phố Quy Nhơn, một trong những địa phương có số ca mắc trong cộng đồng nhiều nhất tỉnh Bình Định. Khu phố 6, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có khoảng 230 hộ dân và đang là vùng xanh của phường. Để có được kết quả này, các ngành đoàn thể, nhất là chi hội phụ nữ khu phố đã thực hiện tốt mô hình bảo vệ vùng xanh thắng nhanh COVID-19 do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường phát động. Chị em phụ nữ chúng tôi là gặp gỡ hàng ngày cũng phải nhắc nhở lẫn nhau, rồi vẫn phải đi phát tờ rơi thường xuyên để nhắc nhở, rồi làm thế nào để bảo toàn được cái khu phố mình là vùng xanh. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đang diễn biến rất phức tạp với hơn 3.000 ca, nhiều ổ dịch trong cộng đồng không thể truy vết. Do đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân là giải pháp hữu hiệu để kiểm soát dịch bệnh. Phòng cũng đã phối hợp với các ngành đoàn thể
và Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tuyên truyền qua hệ thống Zalo cũng như Facebook và cổng thông tin điện tử trên địa bàn thành phố. Thì chính nhờ qua các kênh này thì cái thông tin phòng chống dịch Covid trên địa bàn thành phố sớm đến với người dân, khi chủ trương hay là các cái biện pháp phòng chống dịch mà chúng ta ban hành thì trong vòng khoảng 5 phút thì tất cả người dân cũng như là trên địa bàn thành phố đã tiếp cận được thông tin, và qua đó thì công tác tuyên truyền phòng chống dịch nó được tăng cường và đảm bảo hơn. Hiện nay một bộ phận người dân không chấp hành đúng quy định về phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. Trong thời gian tới, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và nguyên tắc sống chung với COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội đã áp dụng việc cách ly điều trị tại nhà với những F0 thể nhẹ, không triệu chứng, đủ điều kiện. Điều này phù hợp với tình hình thực tế khi số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng nhanh trong thời gian gần đây. Sở Y tế Hà Nội dự báo số F0 sẽ tiếp tục tăng, công tác chăm sóc điều trị F0 tại nhà sẽ căng thẳng hơn và cần theo dõi xử lý kịp thời, lưu ý để đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm ra cộng đồng, ghi nhận tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Gia đình này có 4 người thì có 2 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Vì gia đình đáp ứng đủ điều kiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội, nên nhân viên trạm y tế phường Thịnh Liệt đã hướng dẫn đầy đủ cho gia đình cách tự theo dõi sức khỏe, phát những loại thuốc cơ bản dành cho F0 thể nhẹ và theo dõi hàng ngày. Hiện tình hình sức khỏe của 2 F0 đều ổn định, không sốt. Em gọi điện câu hỏi trạm y tế, thì trạm y tế trả lời là cách ly tại nhà thì cho con ngủ phòng riêng. Và ở phòng riêng, nhà tạm riêng và mọi thứ vật dụng của con là để riêng. Sốt thì uống hạ sốt và uống xê sủi. Khi mà ghi nhận ca F0 thì chúng tôi đã có phân tầng. Và những cái trường hợp nào mà nặng với cả cao tuổi thì chúng tôi đã chuyển tuyến. Còn những cái trường hợp nhẹ thì chúng tôi cho ở nhà để điều trị tại nhà. Và hàng ngày sẽ có nhân viên y tế là đến đo nhiệt độ và phát thuốc nếu như có các cái ca nhiễm mà có biểu hiện như sốt cao hay khó thở thì chúng tôi lại sẽ chuyển 115. Hiện quận Hoàng Mai có 384 trường hợp F0 đủ điều kiện điều trị tại nhà theo hướng dẫn. Tất cả những trường hợp này đều được theo dõi sát hàng ngày qua điện thoại hoặc cán bộ y tế đến tận nhà. Mỗi trạm y tế phường sẽ có từ 8 đến 10 nhân lực. Ngoài việc theo dõi và điều trị cho những F0 đang điều trị tại nhà, y tế cơ sở tại các phường đang đồng thời phải thực hiện các nhiệm vụ như điều tra truy vết những trường hợp F0 trong cộng đồng, thực hiện tiêm chủng cho người dân và lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F0 và F1 có liên quan trên địa bàn. Có thể thấy khối lượng công việc rất lớn mà tuyến y tế cơ sở đang phải đảm nhận. Quận cũng đã có những giải pháp ứng phó trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi điều động và huy động cán bộ y tế ở các phòng khám đa khoa, của các chuyên khoa để phục vụ cho các việc từ lấy mẫu, rồi làm xét nghiệm đến điều tra và thực hiện cách ly điều trị F0 tại cộng đồng. Đặc biệt đối với điều trị thì chúng tôi đã huy động được những cái cán bộ có chuyên môn của các phòng khám đa khoa để hỗ trợ tốt nhất cho cái việc điều trị F0 tại cộng đồng. Thời gian tới dự báo số F0 tiếp tục tăng nhanh. Theo các chuyên gia, việc điều trị tại nhà sẽ tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời giảm tải cho tuyến trên. Sở Y tế Hà Nội cũng đã xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi và chăm sóc F0 như hội phụ nữ, thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện. Ngoài ra, những người không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được điều trị tại những trạm y tế lưu động. Từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 328 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, buộc phải tiêu hủy gần 35.000 con lợn. Để công tác phòng chống kiểm soát dịch tả lợn châu Phi có hiệu quả, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành chỉ thị số 42 về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Để bảo đảm nguồn cung kịp thời cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới và thời gian tiếp theo, các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch, vừa bảo vệ sản xuất tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội. Đồng thời cần quản lý tốt công tác giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2021, dịch tả lợn châu Phi đã tái xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, trong những tháng gần đây, dịch có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn. Đến nay, toàn tỉnh có 30 hộ chăn nuôi của 6 huyện tái xuất hiện dịch với số lợn tiêu hủy là gần 900 con.
Dịch chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ với quy mô đàn lợn mỗi hộ dưới 100 con. Nguyên nhân là do người nuôi chưa thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch. Đồng Nai là thủ phủ nuôi lợn của cả nước với tổng đàn khoảng 2,5 triệu con. Hơn một năm trước, dịch tả lợn châu Phi từng lây lan rộng đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi của tỉnh. Theo dự báo, vụ đông xuân năm 2021-2022 có thể xảy ra nhiều đợt rét đậm rét hại kéo dài. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị các cơ quan chuyên môn cần đánh giá mức độ rủi ro về các đợt rét, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra và hướng dẫn người chăn nuôi phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm. Hỗ trợ người dân che chắn chuồng trại, bảo đảm giữ ấm cho gia súc, không thả rông gia súc khi nền nhiệt độ xuống dưới 13 độ C, dự trữ thức ăn để tăng sức đề kháng cho gia súc và thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi, hỗ trợ vật tư kinh phí ưu tiên cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách để gia cố che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn vật nuôi. Tiếp theo chương trình, gia quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm. Hiệu quả khả quan từ liên kết du lịch các tỉnh Tây Bắc, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 12, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an thành phố sẽ tăng cường giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm, đặc biệt là phạm pháp hình sự. Các đơn vị cần chủ động nắm rõ thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó, tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường trong dịp Tết. Đồng thời đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và xử lý các hành vi sản xuất buôn bán vận chuyển pháo trái phép trên địa bàn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Sáng nay, Công an TP HCM vừa tổ chức lễ gia quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Công an TP HCM đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Từ ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 14 tháng 2, với phương châm phòng chống dịch COVID-19 là trọng tâm, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt, thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Các phòng nghiệp vụ, công an quận huyện và thành phố Thủ Đức triển khai tổng thể các biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động triển khai các biện pháp không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng công an tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, đấu tranh với tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời nâng cao công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài để kiểm soát các nguy cơ dịch bệnh do biến chủng mới Omicron. Cũng trong sáng nay, Công an Đắk Lắk đã ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022 để trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung lực lượng để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh các loại tội phạm, âm mưu của các thế lực thù địch, đối tượng lợi dụng các điểm nóng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá, gây mất an ninh trật tự, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tội phạm trộm cắp tài sản, ma túy, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép, pháo nổ, vô hiệu hóa hoạt động của một số đối tượng chống đối trên địa bàn. Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài liên tục gây sạt lở nhiều đoạn, với việc bàn giao giải phóng mặt bằng chậm, khiến cho dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu quốc lộ 24 đang đứng trước nguy cơ không thể hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. Hiện các ngành chức năng, các đơn vị thi công của tỉnh Kon Tum đang tích cực khắc phục sạt lở, đẩy nhanh tiến độ thi công. Năm 2021, do ảnh hưởng liên tục của các cơn bão số 6, 7 và 8 và các đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum, mưa lớn đã làm cho tuyến quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plong bị sạt lở nhiều vị trí ta luy dương và âm với hàng nghìn mét khối đất đá gây khó khăn cho việc thi công. Thi công thì vào đúng cái mùa mưa thì nó rất là khắc nghiệt, khí hậu mang đen này rất là khó làm, đất đai thì nó ẩm ướt,
bây giờ phải vận chuyển đất từ con rải lên để mà thi công để kịp tiến độ. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, bên cạnh việc triển khai khắc phục sạt lở, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo các đơn vị thi công giám sát, rà soát khối lượng còn lại, xây dựng kế hoạch thi công theo ngày tuần, huy động tăng cường thêm thiết bị xe máy và nhân lực, tập trung đủ vật liệu để thi công. Hiện nay thì chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư trước mắt là để đảm bảo giao thông. Sau đấy khi thời tiết thuận lợi, tập trung triển khai thi công những hạng mục công việc như móng cấp phối, bê tông kè, bê tông tấm đan. Được biết, dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 24 đoạn qua tỉnh Kon Tum được chia làm 3 gói thầu có chiều dài hơn 31 km với tổng kinh phí trên 840 tỷ đồng. Thời gian thi công từ tháng 7 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Dự án hoàn thành sẽ tạo động lực cho việc phát triển thông thương kinh tế giữa tỉnh Kon Tum với tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh duyên hải miền Trung. Triển khai các nghị quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tính đến nay đã có gần 16 triệu lao động được nhận hỗ trợ với tổng số tiền hỗ trợ gần 31.000 tỷ đồng. Số liệu thống kê từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, gần 13 triệu lao động đã được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp, tổng số tiền hỗ trợ gần 29.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gần 160.000 lao động đã được giải quyết hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Gần 2.871.000 lao động được xác nhận hưởng các chính sách tại 63 tỉnh, thành phố. Nghị quyết số 128 đã tháo gỡ nhiều rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện các doanh nghiệp tại Thanh Hóa đang tăng cường thu hút nguồn lao động để phục vụ nhu cầu sản xuất dịp cuối năm cũng như chuẩn bị kế hoạch cho năm tới. Năm 2021, công ty cổ phần may Tân Tiến Phát đặt mục tiêu doanh thu khoảng 2 triệu đô la Mỹ. Do đơn hàng ổn định, hai nhà xưởng đã được xây dựng thêm để mở rộng quy mô sản xuất. Công ty đã lên kế hoạch tuyển thêm 500 lao động từ nay đến trước Tết Nguyên đán. Chúng tôi liên tục tuyển dụng ngay từ thời điểm mà chúng tôi xây dựng. Thì chúng tôi sẽ đưa những người lao động có thể trực tiếp vào sản xuất ngay vào các trường. Còn những người mà chưa thể làm việc ngay thì chúng tôi sẽ bố trí công việc khi mà dây chuyền 2 bắt đầu vào hoạt động. Với quy mô sản xuất khoảng 15 triệu đôi giày mỗi tháng, công ty giày Kim Việt đang cần tuyển thêm 1.700 lao động cho tất cả các dây chuyền. Thông tin tuyển dụng được thông báo rộng rãi, các buổi phỏng vấn cũng được tổ chức hàng tuần để bảo đảm nhân lực cho sản xuất. Căn cứ vào mục tiêu của các cái chuyền sản xuất họ đưa ra cần bao nhiêu và hầu như là công ty bên bộ phận nhân sự đều là tuyển dụng đáp ứng được nhu cầu của sản xuất. Những công nhân mà chưa có tay nghề thì sẽ được công ty đào tạo miễn phí. Các doanh nghiệp tại Thanh Hóa hiện có nhu cầu tuyển dụng khoảng 35.000 lao động. Để thu hút lực lượng lao động về làm, ngoài mức lương, phụ cấp tăng ca, các doanh nghiệp còn đang đưa ra nhiều chính sách ổn định về an sinh xã hội, y tế, đào tạo và dạy nghề. Bộ Công Thương vừa bổ sung một số quy định mới trong kinh doanh xăng dầu, như quy định về điều hành giá xăng dầu, về thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ và đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu hàng năm. Các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường, gồm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu ma rút. Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng dầu tiêu dùng nhiều nhất để thực hiện công bố giá cơ sở. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải bảo đảm tiến độ nhập khẩu hoặc mua xăng dầu trong nước theo quy định hoặc theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương để bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước. Bất chấp dịch COVID-19, kiều hối về Việt Nam năm nay dự kiến đạt hơn 18 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay và thuộc top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất. Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người di cư dự báo lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 tăng 5% so với năm ngoái, lên hơn 18 tỷ đô la Mỹ, chiếm 4,9% GDP. Với mức này, lượng kiều hối của Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực Đông Á Thái Bình Dương và xếp thứ 8 trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có lượng kiều hối cao nhất, sau đó là các tỉnh miền Trung, miền Bắc và miền Tây. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá trực tiếp, trực tuyến phù hợp với kế hoạch dạy học thực tiễn của đơn vị. Việc kiểm tra đánh giá trực tiếp trực tuyến bảo đảm đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không kiểm tra đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình. Các trường tổ chức kiểm tra đánh giá trực tiếp lớp 9, lớp 12 phải thực hiện nghiêm túc đúng quy định về kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các quy định phòng chống dịch COVID-19.
Mặc dù ngành du lịch cả nước đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng du lịch của thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng vẫn đạt nhiều kết quả khả quan, thích ứng linh hoạt với tình hình mới, góp phần khôi phục ngành công nghiệp không khói sau giai đoạn dịch COVID-19. Trong năm 2021, mặc dù lượng khách du lịch quốc tế sụt giảm mạnh, tuy nhiên các tỉnh thành phố vẫn đón được trên 22 triệu lượt khách du lịch, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của chương trình liên kết du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh Tây Bắc đề ra. Hoạt động này thì thực sự đã mang lại hiệu quả rất là tích cực để góp phần là giới thiệu khách du lịch đến với cái vùng Tây Bắc, và đặc biệt là hãng hàng không Che Việt đã khai trương đường bay thẳng thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên, thì đây chúng tôi cho rằng là một bước phát triển rất là lớn. Khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh đến Điện Biên ngày càng gần hơn. Ở Sơn La thì cũng có tiềm năng để mà phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn. Tuy nhiên thì cũng khó khăn về chuyên môn để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đó. Chúng ta cần phải thống nhất về tiêu chí, các quy trình về giao thông, quy trình về xử lý tình hình dịch bệnh, đặc biệt là cái quy trình xử lý khi có ca F0. Phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay được xem là rất phù hợp với thị hiếu của khách du lịch và nhu cầu của thị trường. Du khách có xu hướng chọn điểm đến gần gũi với thiên nhiên, đi theo nhóm với số lượng nhỏ từ 6 đến 8 khách với những người thân quen để bảo đảm an toàn. Thì với lợi thế là vừa có cái hãng hàng không riêng là Vietravel Airlines, thì chúng tôi cũng làm việc với các tỉnh để xúc tiến sử dụng các chuyến bay của Vietravel Airlines để tạo ra những cái chương trình tour cũng như là những cái gói sản phẩm để phù hợp để tạo điều kiện cho khách hàng tham gia và tham quan các tour tuyến ở các tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tập trung rất nhiều để công tác cải tạo cơ sở vật chất hạ tầng, đồng thời bổ sung lại các cái kỹ năng liên quan đến nghiệp vụ của tất cả các bộ phận. Chúng tôi cũng rất mạnh dạn để đầu tư thêm rất là nhiều những cái địa điểm để phục vụ cho khách hàng và cũng như là các dịch vụ bổ sung cho khách hàng trong thời gian sắp tới. Việc tăng cường liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trong vùng liên kết, hình thành nhiều sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên du lịch của từng địa phương và thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch và những ngành nghề khác. Trong phần tin quốc tế, Haiti tổ chức quốc tang 3 ngày tưởng niệm nạn nhân vụ nổ xe bồn nhiên liệu. Thêm nhiều nước ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu tại thành phố cảng Cap Haitian, miền Bắc của nước này. Chính phủ Haiti thông báo sẽ tổ chức quốc tang trong 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số trong thảm kịch này. Vụ nổ xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương, khi một xe bồn chở ga bị lật do cố tránh một chiếc xe máy và sau đó đã phát nổ. Vụ nổ xảy ra vào đúng thời điểm, có nhiều người dân tụ tập xung quanh hiện trường vụ va chạm để lấy khí ga. Khoảng 20 ngôi nhà xung quanh khu vực xe bồn nổ cũng bị cháy và hiện chưa rõ có người bị kẹt trong những ngôi nhà này hay không. Thủ tướng Haiti đã ngay lập tức thông báo tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân. Lãnh đạo Haiti cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng thành lập các bệnh viện dã chiến để điều trị nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ do bệnh viện địa phương đã rơi vào tình trạng quá tải. Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron, trong khi Slovenia xác nhận có 4 trường hợp nhiễm biến thể này. Vào đêm ngày 14 tháng 12, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo phát hiện ca nhiễm đầu tiên biến thể Omicron tại nước này. Bệnh nhân là một công dân Campuchia đang mang thai tuần thứ 15 từ Ghana quá cảnh Dubai, Thái Lan trở về Campuchia vào hôm 12 tháng 12. Ngay khi bệnh nhân này nhập cảnh cửa khẩu sân bay quốc tế Phnom Penh, cơ quan y tế Campuchia đã thực hiện test nhanh và phát hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19, thực hiện các biện pháp y tế theo quy định. Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ. Cùng ngày, Slovakia đã xác nhận 4 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Các bệnh nhân này đã được xét nghiệm trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 vừa qua. Slovakia, với dân số khoảng 2,1 triệu người, nhưng đến nay mới chỉ có 55,6% người dân được tiêm chủng đầy đủ.
Indonesia đã chính thức khởi động chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi và trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trong khu vực và trên thế giới tiến hành tiêm chủng cho nhóm đối tượng này. Giới chức y tế Indonesia cho biết, chương trình đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 26,5 triệu trẻ em trên khắp cả nước, sử dụng tổng cộng 58,7 triệu liều vaccine. Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn đầu tại các địa phương có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi thứ nhất đạt 70% và tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi đạt 60%. Tính đến nay, đã có khoảng 8,9 triệu trẻ em hội đủ các điều kiện trên. Theo Bộ Y tế Indonesia, khoảng cách giữa liều tiêm thứ nhất và liều tiêm thứ hai là 28 ngày, theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất Sinovac. Đây cũng là loại vaccine ít có nguy cơ gây tác dụng phụ sau tiêm, nên có thể sử dụng cho trẻ em. Kể từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 12, Anh sẽ đưa toàn bộ 11 quốc gia ở khu vực châu Phi ra khỏi danh sách đỏ có nguy cơ cao về dịch COVID-19. Theo Bộ trưởng Y tế Anh, ông Sajid Javid, biến thể Omicron đang lây lan mạnh tại nước này và trên toàn thế giới, và danh sách đỏ hiện nay không hiệu quả trong việc ngăn chặn các ca mắc biến thể này từ bên ngoài. Theo ông Javid, Anh sẽ tạm thời duy trì các biện pháp xét nghiệm đối với du khách quốc tế và nước này sẽ xóa bỏ tất cả 11 quốc gia khỏi danh sách đỏ từ 4 giờ ngày 15 tháng 12, theo giờ địa phương. Hiện tại, những du khách khi nhập cảnh vào Anh buộc phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính hoặc test nhanh âm tính trong vòng tối đa 48 giờ trước khi khởi hành. Anh đề ngỏ sẽ tái áp đặt các biện pháp hạn chế để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Sự gia tăng các ca mắc COVID-19 và sự xuất hiện của biến thể Omicron sẽ làm giảm nhu cầu toàn cầu đối với dầu mỏ, nhưng sản lượng dầu sẽ dự kiến vượt nhu cầu trong tháng 12 này và tăng mạnh trong năm 2022. Đây là nhận định được Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA đưa ra trong báo cáo công bố ngày 14 tháng 12. Theo báo cáo của IEA, sự gia tăng các ca mắc mới COVID-19 dự kiến sẽ tạm thời chậm lại, nhưng không làm tăng nhu cầu dầu đang phục hồi. Theo đó, nhu cầu dầu tăng khoảng 5,4 triệu thùng một ngày trong năm nay và 3,3 triệu thùng một ngày trong năm 2022, khi nhu cầu dầu quay trở lại mức trước đại dịch là 99,5 triệu thùng một ngày. Về sản lượng, IEA dự báo sản lượng dầu toàn cầu có thể tăng vượt nhu cầu từ tháng 12 do sản lượng tăng ở Mỹ và các nước nhóm OPEC cộng. Theo xu hướng nguồn cung tăng trong năm 2022, Mỹ, Canada và Brazil dự kiến sẽ khai thác dầu ở mức hàng năm cao nhất. Dự báo nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2022 có thể tăng 6,4 triệu thùng một ngày. Điều này có thể dẫn đến nguồn cung dư thừa khoảng từ 1,5 đến 2 triệu thùng một ngày trong quý 1 và quý 2. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.